anh để đây anh mời nhé. Được không nghe? Gửi là gửi luôn à, đúng không? Năm rồi, ngày xưa tôi làm mấy mấy cái. Dạ. À, gửi nhắn nhắn tin cho anh Hòa cái. Số số cho anh Hòa. Ừ. Có số không? Bao nhiêu? 0918 à?
Rồi. Sáu rồi. Ok, rồi. Chú nha. Cháu nằm để sẵn thôi, lúc nào có khối lượng này cháu đưa cái khối lượng kia vào vâng, nằm sẵn rồi, có cái tiền này cháu đưa vào thôi. Lượng thực tế bao nhiêu đây để cho Phúc báo về chứ, cả chỗ tư vấn nó báo về chứ, phải tôn trọng mà nói chứ. Cháu cũng chưa hỏi sếp đấy, để cháu hỏi thêm sếp đó. Vâng, cái gì để cháu ấy nhé.
Hãy